Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Hello Đinh Hữu nha, xin chào em. Hello chị, lại là em đây. Hello Tu Tủy, xin chào em, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Không biết là bây giờ thì chúng mình đã đi học về chưa nhở? À, em mới đi học về là xem chị like luôn à? Ok, xin chào Đinh Hữu nha, cảm ơn em. Các bạn ơi, cùng gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng như là gửi lời chào tới tất cả mọi người đang tham gia trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chúng mình nhá. Xin chào Ánh Dương, xin chào em, xin chào các bạn. Em ăn cơm xong luôn rồi à? Thế à, ok, nhất trí nhá. Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta có một cái phần kiến thức sẽ được chia sẻ cùng với nhau trong phần phát trực tiếp này. Đó chính là kiến thức về nghị luận xã hội. Và chị biết rằng cái phần kiến thức này thì không chỉ là các bạn học sinh lớp 9, lớp 8, lớp 10, lớp 11 hay là lớp 12 cần riêng đâu. Mà chị thấy rằng là đa số tất cả các bạn thì đều cần đến cái lượng kiến thức về nghị luận xã hội. Thế nên ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái phần phát trực tiếp về kiến thức nghị luận xã hội nhé. Trước tiên thì các bạn có thể giúp chị là thả tim này, thả yêu thích này, được không ạ? Bên cạnh đấy là giúp chị là gì ạ? Tag thêm những người bạn của mình vào phần phát trực tiếp này nhá, được không nào? Ok không ạ? Chị rất hy vọng có thể nhìn thấy cái sự ủng hộ của chúng mình trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay, và mong rằng là cái phần phát trực tiếp này sẽ hữu ích đối với các bạn nhá. Ok chưa ạ? Chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay chưa ạ? Các bạn đã có mặt trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay chưa? Cùng gửi lời chào tới chị và gửi lời chào tới tất cả mọi người nhé. Ok không ạ? Xin chào Phương Linh, xin chào em. Hà Quỳnh đã tắt Minh Nguyệt rồi đây. Sao thế hả Thu? Gọi chị ơi. Rồi, sao thế hả các bạn? Rồi các bạn ơi, và có bất cứ những cái câu hỏi gì muốn đặt ra cho chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay thì các bạn có thể giúp chị để lại những câu hỏi ở đây để chị có thể phản hồi và giải đáp cho chúng mình ngay và luôn nhá. Ok không ạ? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Bắt đầu chia sẻ về lượng kiến thức ngày hôm nay nhá. Hello Phương Uyên. Chị còn ôn dạy khóa luyện chuyên văn lớp 9 lên cấp 3 không chị? Hiện tại thì chị có khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 9 lên 10 đấy. Thế nên là Thu ơi, nếu như mà em muốn tham khảo thì em có thể nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nội dung kiến thức được chia sẻ trong ngày hôm nay nha. Được không nào? Các bạn ơi, nội dung kiến thức được chia sẻ trong ngày hôm nay là kiến thức về nghị luận xã hội. Và các bạn đang nhìn thấy một cái phần tài liệu ở đây. Đây là tài liệu của khóa học luyện đề chuyên sâu dành cho các bạn học sinh lớp 12 ạ. Những bạn nào mà chuẩn bị thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì chị rất mong là các bạn có thể tìm hiểu về khóa học luyện đề chuyên sâu, một trong những cái khóa học gọi là thường niên của học văn chị Hiên rồi. Đó, được không ạ? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái lượng kiến thức đầu tiên nhá. Chúng mình sẽ cùng đến với cái lượng kiến thức đầu tiên được chia sẻ ở đây nhá. Các bạn có thể nhìn thấy này, trước tiên để mà có thể làm được cái dạng nghị luận xã hội thì chúng mình sẽ cần phải có những cái kiến thức tiền đề. Và những cái kiến thức tiền đề ở đây là gì ạ? Là chúng ta có thể thấy đó là gì nhỉ? Đó chính là chúng ta cần biết được khái niệm về nghị luận xã hội. Đinh Hữu ơi, khóa học nghị luận xã hội là chỉ có học về nghị luận xã hội thôi. Nếu như mà em muốn luyện đề mà giống như kiểu là theo chuẩn cấu trúc ba rem đề thi của Bộ Giáo dục ý, thì em có thể tham khảo khóa luyện đề chuyên sâu để mình ôn thêm về đọc hiểu về nghị luận xã hội cũng như là luyện đề nhá. Ok không? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại đây. Nghị luận xã hội được hiểu là một cái dạng tập làm văn để các bạn có thể đưa ra những cái quan điểm của bản thân về những vấn đề liên quan trực tiếp tới con người và xã hội. Từ đó gửi gắm những thông điệp có giá trị đến với mọi người. Lấy ví dụ nhé, có một cái vấn đề liên quan tới con người đó chính là về sự kiên trì chẳng hạn. Thì nghị luận xã hội ở đây là các bạn bày tỏ quan điểm của bản thân các em về cái vấn đề được đề cập,
đó chính là lòng kiên trì đối với sự thành công của mỗi con người. Từ đó gửi gắm một thông điệp có giá trị, đó sẽ là thông điệp gửi gắm đến mọi người. Ví dụ như là chúng ta sẽ cần phải luôn luôn tự nhắc nhở chính bản thân rằng cần phải kiên trì trong cuộc sống, ví dụ như vậy, được không ạ? Thì các bạn hãy hiểu đơn giản là gì? Nghị luận xã hội không hề khó. Nghị luận xã hội chỉ là cái cách các bạn đưa ra cái quan điểm bản thân của các bạn về một cái vấn đề liên quan trực tiếp tới con người và xã hội, và từ đó gửi gắm những cái thông điệp có giá trị đến với mọi người. Hiểu đơn giản là như vậy nhá. Nhưng mà chúng mình sẽ thấy nó khó ở chỗ là bởi vì những cái vấn đề, hay nói cách khác, những cái dạng đề có thể ra trong nghị luận xã hội là những cái vấn đề liên quan trực tiếp tới con người và xã hội. Mà bây giờ nói thật, nếu như nói về những vấn đề liên quan trực tiếp tới con người và xã hội thì có bao nhiêu là vấn đề? Vậy thì có thể thấy rằng là đề bài rất là rộng mở, phải không ạ? Đề bài cực kỳ là rộng mở nhá. Đề bài cực kỳ là rộng mở nhá các bạn nhá. Có thể là về bất cứ vấn đề nào các bạn nhé. Ok chưa ạ? Nên là chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị một chút xíu nhỉ. Đó là cái khó của chúng ta là cái dạng đề, đúng không ạ? Cái khó của chúng mình là dạng đề rất là rộng mở. Nên đôi khi để mà bây giờ các bạn bảo là ôn tủ một hai đề nó là khó vô cùng. Chúng ta cần phải biết được cách làm, phương pháp làm và luyện tập nó nhiều hơn. Chỉ có cách như vậy thì chúng ta mới có thể làm chủ được câu nghị luận xã hội thôi. Ngày hôm qua có một bạn học sinh đã đặt ra cho chị một câu hỏi là: chị ơi, bạn ấy nằm ở trong lớp học VIP của chị. Bạn ấy có hỏi chị là: chị ơi, em sắp thi học sinh giỏi cấp tỉnh rồi. Thế thì bây giờ chị có thể xem cho em cái bài nghị luận xã hội này được không? Thì chị có xem cho bạn ấy và chị có đưa ra khá là nhiều những cái lời khuyên đối với cái bài nghị luận xã hội của bạn ấy. Thì bạn ấy có hỏi chị là: chị ơi, bây giờ nghị luận xã hội thực sự là rộng quá chị ạ. Em không biết làm thế nào để có thể gây được ấn tượng, hay nói cách khác là viết được những cái bài nghị luận xã hội ấn tượng. Thì chị có phản hồi bạn ấy là như thế này: về bản chất, nghị luận xã hội nó là quan điểm của em, nó là những trải nghiệm của em, nó là góc nhìn của em, và nó là những điều mà em thực sự muốn lan tỏa tới mọi người. Thế nên là trước tiên là hãy tin vào chính mình, hãy dành thời gian để có thể nhìn lại, nhìn sâu hơn vào chính bản thân của mình, để có thể nhìn thấy được những trải nghiệm mà mình đã đi qua, để có thể thấy được một cái quan điểm chắc chắn mình đưa ra về bài nghị luận xã hội đó, và để có thể đưa ra được những cái thông điệp mà thực sự em muốn gửi gắm đến mọi người. Thế nên trước tiên cái cốt lõi nhất để có thể viết được một cái bài nghị luận xã hội tốt thì chị cho rằng vẫn phải là cái yếu tố chúng ta viết một cái đoạn văn, một cái bài văn chân thành và xuất phát từ chính những cái cảm nhận, từ chính những cái trải nghiệm của các bạn chứ không phải là một ai khác. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhé. Đấy là về cái khái niệm của nghị luận xã hội. Những cái vấn đề khó khăn thì chị nghĩ là chúng ta đã hỏi nhau quá nhiều về vấn đề này rồi. Ở đây chúng ta có: vậy thì cần phải làm gì để có thể có được một bài văn, một đoạn văn nghị luận xã hội hay? Thì các bạn ơi, các bạn sẽ chú ý ở đây giúp chị nhé. Trước tiên, để có thể có được một cái bài văn nghị luận xã hội hay thì chúng mình cần phải có một bài văn nghị luận xã hội đúng cái đã. Và cái này thì các bạn có thể nhìn ở trên cái barometer điểm trong các cái đề thi. Đối với câu nghị luận xã hội thì đều sẽ có những cái yêu cầu được đưa ra. Ví dụ yêu cầu về hình thức trình bày, về mặt nội dung thì sẽ phải xác định được đúng cái gì ạ? Xác định được đúng cái vấn đề nghị luận, đúng không ạ? Phải xác định được đúng cái vấn đề nghị luận này, phải có cái cấu trúc đúng của hình thức đoạn văn này, đúng không ạ? Và triển khai vấn đề một cách hợp lý bằng việc kết hợp những cái thao tác lập luận này. Đó, thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Bên cạnh đó thì sẽ còn là cái gì ạ? Bên cạnh đó thì sẽ còn là cái sự sáng tạo và diễn đạt trong phần bài viết của các bạn nữa. Thì nếu như đặt ra một cái câu hỏi là cần chuẩn bị gì để có được một cái bài văn nghị luận xã hội hay, thì chị nghĩ rằng là trước tiên chúng ta cần phải có một cái kỹ năng xác định đúng vấn đề đã. Bởi vì đôi khi cái này chính là cái khó của các bạn. Đôi khi người ta đề bài, người ta cho một cái vấn đề trực tiếp thì nó sẽ đơn giản hơn.
Thế nhưng bây giờ ví dụ đề bài mà cho một cái nhận định, cho một cái câu chuyện, cho một cái hình ảnh thì có vẻ như là đang làm khó các bạn. Thế nên là đối với những cái dạng đề như vậy thì cái kỹ năng xác định đúng vấn đề là một trong những cái kỹ năng cực kỳ cần thiết, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là phương pháp làm nghị luận xã hội. Cái này thì nó sẽ bám rất là sát vào cái cấu trúc của đoạn văn hoặc cấu trúc của bài văn các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ có từng bước là ví dụ là mở bài như thế nào, làm thân bài như thế nào, làm kết bài như thế nào, hay là làm mở đoạn như thế nào, thân đoạn như thế nào và kết đoạn như thế nào. Sau đó thì chúng mình sẽ quan tâm tới dẫn chứng. Cái này là một cái mà khi mà chị chấm bài nghị luận xã hội của các bạn, chị thấy các bạn thiếu rất nhiều. Các bạn thiếu rất nhiều dẫn chứng. Có thể là bởi vì các bạn chưa có dẫn chứng, hoặc cũng có thể là các bạn đã có dẫn chứng rồi, thế nhưng mà các bạn lại không thể đưa dẫn chứng vào một cách hợp lý. Thì chị thấy là sẽ xảy ra hai trường hợp như vậy. Một là chưa có dẫn chứng. Hai là có dẫn chứng rồi nhưng lại chưa biết cách đưa dẫn chứng vào trong bài nghị luận xã hội của mình. Yếu tố thứ tư là chúng ta sẽ cần phải luyện tập thường xuyên để làm cho cái phần diễn đạt của chúng ta mềm mại, trôi chảy, có những cái phần diễn đạt nó phù hợp với đề bài được đưa ra và quan điểm chúng ta đưa ra. Và cuối cùng là về hình thức trình bày, thì nếu như đó là bài văn thì các bạn cũng sẽ phải đảm bảo hình thức bài văn. Nếu là đoạn văn thì các bạn cũng sẽ phải đảm bảo hình thức đoạn văn. Thì cái hình thức trình bày rất là quan trọng. Nếu như ở thời điểm hiện tại các bạn chưa có tìm được một cái cách nào để có thể cải thiện nghị luận xã hội thì chị nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái giải pháp cực kỳ tối ưu cho các bạn nếu như mà các bạn muốn thay đổi nhanh này. Đây ạ, chúng mình ơi, giới thiệu với các bạn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Được không nào? Giới thiệu với các bạn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhé. Đây là cái cuốn sách được coi là bestseller của học văn chị Hiên, bởi vì nó có cái cấu trúc của cả đoạn văn và có cái cấu trúc của cả bài văn. Xuân Thái ơi, khóa luyện đề chị đã bắt đầu tuyển sinh rồi, chỉ là chị chưa phát trực tiếp để thông tin chính thức thôi. Nên là nếu như em muốn ôn trong cái kỳ để chuẩn bị cho cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì em nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Ok chưa ạ? Rồi chúng mình ơi, đây ạ, một cái cuốn sách hiện tại đang có giá là 179.000. Và đây là cái cuốn sách để giúp cho các bạn có thể tiếp cận được với tất cả những cái vấn đề mà chị vừa trao đổi. Làm thế nào để chúng ta có thể học nghị luận xã hội. Ok không ạ? Các bạn ơi, các bạn, nếu như bạn nào muốn đọc thử cuốn này thì có thể nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Được chưa nào? Nhưng mà chị tin chắc chắn rằng nếu như các bạn đã đọc thử cuốn này rồi thì kiểu gì các em cũng sẽ đặt mua cuốn này thôi, bởi vì nó quá cần thiết, nó quá hữu ích đối với các bạn. Và nó là những cái mà các bạn có thể sử dụng ngay và luôn nhá. Khóa luyện đề của chị khi nào khai giảng vậy chị? Dự là cuối tháng 12 thì sẽ khai giảng nhá. Được không ạ? Dự là cuối tháng 12 thì sẽ khai giảng nghe em nhá. Rồi chúng mình ơi, nào nhắc lại một lần nữa nhé, các em có thể học tốt nghị luận xã hội hơn với cuốn này. Và nếu như muốn đọc thử thì các bạn có thể nhắn tin ngay về cho admin fanpage học văn chị Hiên nhé. Ok chưa ạ? Bây giờ quay trở lại, ở đây chúng ta có, đây là những gì cần chuẩn bị để có được một cái bài nghị luận xã hội hay. Về dạng đề, về phân loại chị sẽ không nói trọng tâm vào phần này. Chúng ta sẽ cùng với nhau chú ý đến cái phần này nhé. Các bạn sẽ cùng chú ý đến cái phần này nhá. Ok, để chị thu nhỏ hình chị lại một chút xíu. Rồi ạ, chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây này. Đây là dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội. Và dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội này đóng vai trò tiên quyết trong việc chúng ta làm đúng. Được không ạ? Ok chưa nào? Ở đây chúng ta có thể thấy là đây là cái dạng, cái gọi là dàn ý để chúng ta biết được là chúng ta cần phải triển khai những cái ý gì trong phần bài viết của mình. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chị chia ra thành hai dạng đề, đó là về tư tưởng đạo lý và dạng đề về hiện tượng đời sống. Đây là hai cái dạng đề nghị luận xã hội mà chúng ta thường gặp trong cái tiến trình chúng ta học về nghị luận xã hội, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy nhá, đối với cái phần mở đoạn thì sẽ là như nhau rồi. Chúng ta sẽ phải đặt vấn đề.
Hay nói cách khác là chúng ta phải trả lời cho một cái câu hỏi là đề bài, đề vấn đề được trình bày trong bài viết là gì. Thì sẽ có rất nhiều hướng để có thể viết mở đoạn. Chị lấy một cái ví dụ ở trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này nhá. Có một cái đề bài như thế này. Các bạn đợi chị một chút xíu nhá. Đây ạ, chúng mình có một cái đề bài như thế này. Đó chính là viết một đoạn văn 200 chữ về ý nghĩa của lòng tốt. Ví dụ, đấy là một cái đề bài. Thì ở đây có một cái cách mà đã đi vào mở đoạn như sau để nêu ra được. Thì chúng ta xác định được là đề bài của chúng mình ở đây là về ý nghĩa của lòng tốt, đúng không? Thế thì chúng mình sẽ phải nêu ra được là gì ạ? Chúng ta sẽ phải nêu ra được đó chính là cái cụm ý nghĩa của lòng tốt đặt để vào trong cái phần mở đoạn này. Thì chúng ta sẽ có nhá, ví dụ như sau. Đây ạ, chúng ta ai cũng muốn giúp người khác, con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau. Trích dẫn ấy đã khiến cho tôi nghĩ về ý nghĩa của lòng tốt. Ví dụ là như vậy. Tức là ở đây lựa chọn một cái cách mở đoạn, đó là đi từ một cái trích dẫn, đi từ một cái nhận định. Ok chưa ạ? Hãy chú ý nhá. Hay ví dụ như chúng ta có một cái đề bài khác, đó là đề bài về sự cần thiết phải hiểu được vai trò của thời gian. Ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ có này, thời gian như là gió, mùa đi theo tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi. Thế nhưng đôi lúc ta lại vô tình quên đi sự vận động không ngừng nghỉ ấy, để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Đó là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải hiểu được vai trò của thời gian. Ok chưa ạ? Thì ví dụ là như vậy nhé. Các bạn ơi được không ạ? Ví dụ là như thế. Ngoài ra thì trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì cũng có rất nhiều đề. Ví dụ như một cái đề khác về ý nghĩa, vai trò của nghịch cảnh chẳng hạn. Đứng trước bầu trời tăm tối, nhiều người sợ hãi, số ít lại đi tìm những vì sao. Đứng trước nghịch cảnh, có người rơi nước mắt chán nản, có người lại tự tin đối diện và vươn lên. Sau mỗi lần như thế, ta hiểu thêm về ý nghĩa của nghịch cảnh. Đó, thì đối với cái dạng đề khác nhau thì chúng mình sẽ có những cái cách triển khai phần mở đoạn khác nhau. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Chúng ta sẽ có, đấy là cái phần mở đoạn. Đến với phần thân đoạn, đối với cái dạng đề về tư tưởng đạo lý thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải tiến hành giải thích này, phân tích này, bàn luận này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có giải thích, phân tích, bàn luận, chứng minh, lật ngược vấn đề nếu cần và liên hệ bản thân. Đây sẽ là những cái thao tác mà chúng ta cần chú ý nhé. Và tương tự đối với hiện tượng đời sống cũng thế. Chúng ta cũng cần giải thích là cái hiện tượng đời sống đó là gì. Hay là chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận về cái hiện tượng đời sống đó để đưa ra cái quan điểm như thế nào. Và cái phần chứng minh thì chúng ta cũng sẽ cần phải đưa ra những cái dẫn chứng, lật ngược vấn đề, liên hệ bản thân, đưa có thể là đưa ra bởi vì bản chất của đề bài bây giờ các bạn phải hiểu là người ta không có đưa ra một cái vấn đề nữa. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Người ta sẽ hỏi ví dụ như là nêu về nguyên nhân hay về hệ lụy hay về giải pháp. Tức là chỉ hỏi về khía cạnh của một cái hiện tượng đời sống đó thôi, với cái hình thức là đoạn văn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không có những cái cấu trúc giống như là bài văn, là chúng ta phải nêu ra giải thích khái niệm rồi nêu ra nguyên nhân, giải pháp, tức là nêu ra toàn diện như vậy đâu ạ. Mà sẽ tùy thuộc vào đề bài các bạn nhé. Sẽ tùy thuộc vào đề bài để chúng ta có thể đưa ra được những cái phần phân tích bàn luận, phần chứng minh, phần lật ngược vấn đề phù hợp nha. Thì đấy là trước tiên là về cái cấu trúc, hay nói cách khác là về dàn ý của đoạn văn nghị luận xã hội. Chị cho rằng cái trước tiên mà chúng mình cần phải nắm được đó chính là dàn ý. Bởi vì nếu như các bạn không có dàn ý thì các bạn sẽ không biết là mình sẽ cần phải triển khai cái gì trước, triển khai cái gì sau. Thế nên mình sẽ bị rối, mà trong khi chúng ta đều biết rằng là gì? Là chúng ta cần phải viết là một đoạn văn nghị luận xã hội.
Nếu như bây giờ chúng ta viết quá 200 chữ mà kiểu bị lố quá ấy, rơi vào khoảng hơn một mặt giấy thi là cái điểm hình thức của chúng mình đã không có rồi. Thế nên chị nghĩ rằng là gì ạ? À, chị nghĩ rằng là trước tiên các bạn sẽ cần phải chú ý, đó là chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải có được một cái dàn ý để chúng ta biết được là à, vậy thì trong đoạn văn đó có những ý gì? Và từ đấy chúng ta sẽ tiến hành luyện tập để có thể tiết chế lại về mặt dung lượng nhá. Ok chưa ạ? Được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Được không ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cụ thể về mở đoạn trong nghị luận xã hội nha. Có lẽ là ngày hôm nay chị sẽ chỉ có đủ thời gian để chia sẻ cùng với các bạn về cái phần mở đoạn trong nghị luận xã hội thôi. Nó cũng sẽ là một cái nội dung rất hay, và chị tin rằng đây cũng sẽ là một cái nội dung để các bạn có thể sử dụng luôn trong những cái bài kiểm tra gần nhất của mình. Bây giờ trước tiên xin được hỏi các bạn ạ, ở đây có những ai từng rơi vào trường hợp là gặp một cái đề bài nghị luận xã hội và phải ngồi rất lâu mới có thể nghĩ ra được một cái mở đoạn không ạ? Những bạn nào đã từng rơi vào trường hợp như vậy rồi có thể giơ tay chị xem không? Hoặc là thả tim, thả yêu thích, thả like để chị thấy xem là các bạn đang học nghị luận xã hội như thế nào được không ạ? Có những cánh tay nào sẵn sàng giơ lên không? Có những cánh tay nào sẵn sàng giơ lên không ạ? Nào trước tiên, có những bạn nào tự thấy rằng khi mà mình gặp một cái đề nghị luận xã hội ấy là mình phải dành rất nhiều thời gian để mình nghĩ ra mở đoạn? Và thậm chí là có những cái thời điểm, có những cái đề mà mình cũng đã dành rất nhiều thời gian rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra được một cái mở đoạn mà bản thân mình cảm thấy gọi là gì ạ? Vẫn chưa nghĩ ra được một cái mở đoạn mà bản thân mình cảm thấy nói chung là như thế nào ạ? Cảm thấy ưng ý. Nào, có bạn nào cảm thấy như vậy không ạ? Có bạn nào cảm thấy như vậy không? À, cho chị nhìn thấy cánh tay của các em nhé. Cho chị nhìn thấy cánh tay của các em nhé. Rồi, ok. Các bạn ơi, nào, cho chị nhìn thấy cánh tay của các em được không? Cho chị nhìn thấy cánh tay của các em được không ạ? Nào, các bạn ơi. Rồi, nếu như các bạn là những người mà đang cảm thấy cực kỳ bị bí về việc là không biết làm thế nào để có thể đưa ra được một cái phần mở đoạn, thì đây sẽ là dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội. Và đây chính là cái cách hướng dẫn cho các bạn để có thể ngay lập tức viết được đoạn văn nghị luận xã hội. Được không ạ? Mở đoạn nhé. Trước tiên là về hình thức, thì chúng ta thấy rằng là ở thời điểm hiện tại, cái hình thức của đoạn văn thường sẽ là một cái đoạn văn khoảng 200 chữ, tức là sẽ rơi vào khoảng 2/3 mặt giấy thi của chúng ta. Đúng không ạ? Sẽ là một cái đoạn văn khoảng 200 chữ và sẽ là khoảng 2/3 mặt giấy thi của chúng ta nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có này, nội dung trước tiên chúng ta cần phải viết đó là phần mở đoạn. Đúng không ạ? Thì ở trong cái phần mở đoạn này chúng mình sẽ lựa chọn đó là mở đoạn trực tiếp. Bởi vì chúng ta đều thừa nhận với nhau rằng là không có nhiều thời gian để chúng ta lan man và dài dòng. Và chị đã từng gặp các bạn, mặc dù chỉ có khoảng 2/3 mặt giấy thi thôi, vậy mà các bạn viết mở đoạn đến gần nửa trang giấy. Thế thì còn đâu để mà làm những cái phần được nhiều điểm nữa? Còn đâu để mà làm những cái phần trọng tâm nữa? Đúng không ạ? Chị biết là ở đây nhá, những bạn đang xem phần phát trực tiếp này có rất là nhiều bạn viết rất là dài, đặc biệt là phần mở đoạn. Và có rất là nhiều bạn rơi vào trường hợp là bị lố về mặt thời gian, lố về mặt dung lượng. Các em ơi, kiểm tra đi thi thế này thì không ổn đâu. Được không ạ? Chị sẽ nói về cái mặt thời gian sau, nhưng trước tiên chúng ta sẽ có này, mở đoạn ở đây là trực tiếp. Và hãy nhớ là chúng mình sẽ chỉ làm ngắn gọn từ 1 cho đến 3 câu thôi. Đề nghị không lan man dài dòng nhá. Đề nghị là không lan man dài dòng. Được không ạ? Vấn đề là như vậy. Rồi, thế thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này. Trước tiên là xác định cái vấn đề. Kỹ năng xác định cái vấn đề nghị luận thì chúng mình sẽ phải dựa vào đề bài.
Và chúng ta sẽ dựa vào những cái từ khóa xuất hiện, được không ạ? Đây sẽ được coi là từ khóa xuất hiện trong phần mở đoạn của chúng ta. Thế thì đề bài ví dụ như là đưa ra một cái hình ảnh, thì ngay lập tức ở trong cái phần mở đoạn của các bạn là các bạn đã phải nói được là à vậy thì cái gì ạ? Vấn đề sẽ là gì? Nói luôn, nêu luôn, rút ra từ cái hình ảnh đó luôn. Hay ví dụ là câu chuyện cũng thế, các bạn không thể nào trích cả câu chuyện được, mà các bạn sẽ phải tiến hành tư duy từ cái câu chuyện đấy để rút ra vấn đề, các em nhá. Nhưng mà chị thấy là thật ra dạo gần đây những cái đề nghị luận xã hội dành cho các bạn thì thường sẽ là cái dạng đề mà đưa ra một cái vấn đề trực tiếp. Nên là các bạn chỉ cần xác định được cái vấn đề dựa trên từ khóa, thường sẽ là trình bày suy nghĩ của em về cái gì đấy thì nó sẽ là sau về, kiểu vậy. Được không ạ? Thế các bạn nhất định là phải đưa được cái đó vào, bởi vì các em đưa được cái đó vào thì mới có điểm nha. Cái thứ hai, chúng ta sẽ lựa chọn cái tư duy cách dẫn dắt phù hợp. À, thì ở đây ví dụ chị đã đưa ra cho các bạn những cái cách để các bạn tư duy cho phần mở đoạn này, thì các bạn sẽ chú ý nhá. Ví dụ như ở đây chúng mình có này, cái cách tư duy đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn hình ảnh, câu chuyện, tình huống phù hợp để ngắn gọn dẫn vào vấn đề, được không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có nhá, ví dụ như là sự tử tế, tình yêu thương thì chúng ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh trái tim. À, lý tưởng sống chúng ta có thể liên tưởng tới ngọn hải đăng. Kiên trì chúng ta liên tưởng tới câu chuyện về chú rùa. Góc nhìn cuộc sống nghịch cảnh chúng ta liên tưởng về một cơn mưa rào. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải tư duy để lựa chọn những cái hình ảnh, câu chuyện và tình huống phù hợp để ngắn gọn dẫn vào vấn đề. Chị lấy ví dụ như chúng ta có một cái đề bài đó chính là về lý tưởng sống chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như là về lý tưởng sống nhá, thì ở đây các bạn có thể thấy là đề bài của chúng mình đưa ra ở đây đó chính là cái gì ạ? Đó chính là hình ảnh ngọn hải đăng. À, bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta có được một cái liên tưởng là con thuyền khi mà đi trên biển thì được ngọn hải đăng dẫn đường, dẫn lối. Còn đối với bản thân con người trong hành trình đi đến với thành công thì lý tưởng sống chính là ngọn đèn soi đường, ví dụ như vậy. Đó, thì ý là ở đây chúng mình lấy những cái hình ảnh. Hay ví dụ như là về kiên trì thì chúng mình lấy hình ảnh câu chuyện về chú rùa trong câu chuyện Rùa và Thỏ chẳng hạn. Hình ảnh chú rùa trong câu chuyện nổi tiếng Rùa và Thỏ với từng bước chậm rãi nhưng vẫn rất kiên trì và từng bước đi đến đích và giành được chiến thắng đã gợi cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Ví dụ là như vậy. Đó, thì sẽ có rất nhiều cách các bạn nhá. Thì sẽ có rất nhiều cách để chúng mình đi. Và cái cách tư duy đầu tiên là các bạn có thể đi theo cái hướng các bạn lựa chọn một cái hình ảnh, các bạn lựa chọn một cái câu chuyện, các bạn lựa chọn một cái tình huống phù hợp. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta cần phải ngắn gọn để dẫn vào vấn đề, các em nhá. Ok chưa nào? Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn những trích dẫn phù hợp. Thì ví dụ như cái đề bài vừa nói về sự cần thiết của việc hiểu về ý nghĩa, về vai trò của thời gian, thì chị đã lấy đó là trích dẫn đấy ạ. À, được không ạ? Hay ví dụ như là chúng ta có thể tư duy linh hoạt, thì ở đây chúng ta có thể sử dụng những cái bộ mở bài tham khảo này. Đây là cái bộ mở bài mà các bạn có thể dùng được cho đa dạng các dạng đề khác nhau nhá. Các bạn có thể sử dụng cái này cho đa dạng các dạng đề khác nhau này. Ví dụ như ở đây, trong hành trình trưởng thành, mỗi chúng ta đều cần tích lũy những bài học giá trị và lòng khiêm tốn là một trong những bài học như thế. Hả, được không ạ? Hay là ví dụ, như bông hoa ở lại với đời nhờ hương sắc, con người sống mãi trong nhau với những thông điệp giá trị được gửi gắm. Và tình yêu, sức mạnh của tình yêu thương, hay sức mạnh của lòng tốt, hay ý nghĩa của lý tưởng sống, hay gì ạ? À, đấy, những cái đề như vậy là một trong số những bài học đáng trân trọng. Ví dụ như thế. Ok chưa nào? Được không các em? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Hay ví dụ như là đối với cái dạng đề về chúng ta có ở đây là về một cái vấn đề nào đó chẳng hạn, một vấn đề trong xã hội chẳng hạn, thì ở đây chúng mình sẽ có đó chính là gì ạ?
Xã hội hiện đại thay đổi chóng mặt kéo theo những vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Và một trong số đó là sống ảo, hay là một trong số đó là nghiện mạng xã hội. Đó, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ nêu ra được những cái vấn đề ở đây. Được không nào các em? Nhá, nhất trí không ạ? Các bạn ơi, thì đó là những cái mở đoạn mà các bạn có thể dùng được cho nhiều dạng đề khác nhau. Và trong trường hợp mà các bạn bí thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái cách mở đoạn đó. Và hãy nhớ nhá, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Và đây là tài liệu của khóa học luyện đề chuyên sâu ạ. Có nhiều bạn hỏi chị là chị đang trình chiếu tài liệu của cái gì thế? Thì chị nói là đây là cái tài liệu của khóa học luyện đề chuyên sâu. Một phần tài liệu rất nhỏ trong khóa học luyện đề chuyên sâu mà các bạn sẽ nhận được ạ. Và bên cạnh đấy thì cũng đừng quên là nếu như các bạn không muốn tham gia khóa học mà các bạn vẫn muốn có thể có thêm cái tài liệu để các em học về nghị luận xã hội tốt hơn, thì các bạn ơi, các bạn có thể chủ động mua cái cuốn này 179.000 cho cả cái hành trình học tập của chúng ta về nghị luận xã hội nhé. Được không ạ? Có bạn nào muốn đặt sách luôn ở trong phần phát trực tiếp này để nhận vé free ship không? Nếu mà các bạn muốn, có một vài bạn có nhu cầu là muốn đặt sách luôn để nhận được vé free ship thì có thể là trong buổi trưa ngày hôm nay chị sẽ gọi là tặng một vài vé free ship cho các bạn. Các em có muốn đặt cuốn này và muốn là được free ship không ạ? À, không hiểu tại sao nhưng hình như chị không đọc được hết comment của các bạn đâu nhá. Hình như là chị chỉ đọc được những cái comment, chị không đọc được hết comment của các em đâu ý. Không hiểu vì sao. Rồi chúng mình ơi, được không nào? À, thì chúng ta có thể thấy là nếu như các bạn muốn là có được thêm cái việc là học kiến thức nền về nghị luận xã hội, cũng như có những cái bài tham khảo về nghị luận xã hội, thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn sách này nha. Và các em có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên ngay và luôn để có thể thử tham khảo đọc thử cuốn này nhá. Buổi trưa ngày hôm nay thì chị sẽ phải dừng lại phần phát trực tiếp của mình tại đây thôi. Hãy cố gắng học nghị luận xã hội tốt hơn, bởi vì chị cho rằng đây là một cái dạng văn cực kỳ cần thiết đối với các bạn. Thế nên cũng rất hy vọng là các bạn có thể chủ động dành nhiều thời gian hơn cho nghị luận xã hội để có thể viết được những cái bài nghị luận xã hội thật là hay nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nha. Bye bye.